Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến với tất cả các bạn một loại thuốc diệt ve rận, bọ chét. Chúng ta có thể sử dụng loại này để diệt ve rận trên chó mèo ở quy mô trang trại, quy mô lớn, hoặc là sử dụng để diệt cho trâu bò, phun để diệt ve rận ngoài môi trường. Đây là loại thuốc Hantoc 200 của Hanvet, của công ty Hanvet, một công ty rất là nổi tiếng. Chai này có thể tích là 1 lít, rất là thoải mái để chúng ta sử dụng. Thì trên thị trường hiện nay thì cũng có chai Hantoc 200 này, dung tích là 50ml. Thì nếu chúng ta sử dụng ở một quy mô nhỏ hay là sử dụng 1-2 con để diệt ve rận cho 1-2 con chó, thì chúng ta có thể mua cái lọ nhỏ đấy, nó rơi vào tầm mấy chục ngàn đồng thôi. Còn nếu chúng ta diệt cho trâu bò hay là những cái trại chó lớn thì anh em nên sử dụng cái loại 1 lít như thế này để giúp chúng ta tiết kiệm cũng như là thoải mái trong quá trình sử dụng. Thì cách dùng thì được ghi rất là chi tiết trên bề mặt chai như thế này. Thì đối với chó mèo, để mà diệt hiệu quả cho cả trại, anh em pha theo liều lượng vào một chiếc thùng phi lớn, những chiếc thùng phi chừng khoảng 1-200 lít nước. Sau đó là chúng ta cứ bắt từng con một, chúng ta nhúng vào chiếc thùng phi đấy, chúng ta tắm. Như vậy thì chúng ta vừa tiết kiệm được cái thời gian sử dụng mà cũng là hiệu quả, chậm chi phí nhất. Mỗi trang trại mình đã xử lý cho những trang trại khoảng 40-50 con chó thì đều dùng cách đấy, đó là những chiếc thùng phi hay những chiếc thuyền lớn, những chiếc thuyền đánh cá, thì chúng ta pha vào trong đó khoảng 100-200 lít nước, đó là chúng ta pha thuốc vào cho cả đàn chó, bắt từng con một vào đấy nó tắm. Sau khi mà tắm xong thì anh em chúng ta lại tiếp tục pha và phun ra ngoài môi trường, phun ra ngoài môi trường quanh đất hay là quanh trại đấy, phun đều hết lên để diệt tận gốc mầm mống ở phía bên ngoài. Thì khi chúng ta diệt hết trên chó rồi mà những cái tác nhân ở phía bên ngoài nó vẫn còn, những cái con nó vẫn còn, thì lại tiếp tục lại tấn công lại đàn chó. Thì anh em chúng ta diệt đồng thời cả trên chó và cả ngoài môi trường, thì làm khoảng 2 lần là chúng ta có thể diệt được hết. Đây, chai này. Thì anh em nếu ai đang nuôi chó mèo hay các trại chó mà có nhu cầu mua sản phẩm về sử dụng cho trại nhà mình để diệt tận gốc ve bọ chó hay là các loại vật nuôi diệt ve bọ chó, thì liên hệ với em nhé, em sẽ tư vấn và gửi hàng cho các bạn. Xin cảm ơn các bạn.